Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân năm 2022, nữ mạng sinh năm 1980, tuổi âm lịch 43 tuổi, sao Thái Dương chiếu mệnh, mạng Mộc gặp mệnh Kim là tương khắc, thiên can tuổi Canh gặp năm nhâm là tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Canh Thân năm 2022, nam mạng sinh năm 1980 chi tiết. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nữ mạng. Xét theo âm lịch, người sinh năm Canh Thân cẩm tinh con khỉ, thiên can Canh kết hợp với địa chi thân có ý nghĩa là thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả. Người thuộc tuổi này có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981. Ngũ hành, mộc, thạch liệu mộc, gỗ cây liệu đá. Tương sinh với thủy, tương khắc với kim, cung mệnh nữ mạng là cung tốn. Phụ nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 luôn được mọi người đánh giá cao nhờ vào sự nhanh nhẹn, khéo léo, được trời phú cho khả năng học hỏi nhanh nhạy. Họ có vốn kiến thức cực kỳ uyên bác, khiến người khác phải thán phục. Vận mệnh của người nữ tuổi Canh Thân sẽ có những thay đổi như thế nào trong năm 2022? Hãy tiếp tục theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết các luận đoán về tương lai. Xem tử vi tuổi Canh Thân nữ mạng sinh năm 1980, năm 2022 tổng quan. Về năm 2022, theo lịch âm, năm 2022 chính là năm Nhâm Dần, gắn liền với hình ảnh con hổ. Trong âm dương ngũ hành, năm Nhâm Dần 2022 thuộc mệnh kim, bạch lạp kim, vàng pha bạc. Bước sang năm mới, nữ mạng tuổi Canh Thân sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống. Vận số của bạn mệnh bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật nhất phải kể đến đó là can chi, ngũ hành bạn mệnh, sao chiếu mệnh và hạn tuổi. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có ngũ hành bản mệnh thuộc mộc, bị xung khắc bởi hành kim của năm Nhâm Dần 2022. Xét về địa chi, thân lục xung với dần, dạng tốt đẹp. May mắn thay, thiên can Canh nằm trong mối quan hệ tương sinh với nhâm. Những điều này dự đoán về một năm 2022 khá nhiều thử thách, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ đạt được thành công rực rỡ. Sao chiếu mệnh của người nữ tuổi Canh Thân trong năm 2022 là Thái Dương, chủ về tài vận, sung túc, cuộc sống an khang, thịnh vượng. Phúc tinh này sẽ mang đến nhiều điều may mắn, thuận lợi trong công việc, tình duyên và sức khỏe. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Canh Thân nữ mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022, sự nghiệp của tuổi Canh Thân nữ mạng có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Tuy gặp phải một số trở ngại ban đầu khi khởi sự, nhưng càng về sau, công việc càng thuận buồm xuôi gió. Chính vì thế, không nên nản lòng khi gặp phải thất bại, phải kiên trì, nỗ lực thì mới có thể thành công. Vận khí của bạn mệnh trong năm nay khá may mắn, con đường thăng quan tiến chức hành thông, có cơ hội được đề bạt lên chức vị cao hơn. Với những người làm ăn buôn bán, đây là khoảng thời gian mua may bán đắt, thu được nhiều lợi nhuận. Tận dụng lúc vận số tốt đẹp này để thực hiện những dự định quan trọng, bạn mệnh có thể đạt được kết quả như ý muốn. Càng chăm chỉ, cố gắng làm việc thì càng gặt hái được thành quả ngọt ngào. Nếu có dự định hợp tác làm ăn, khai trương cửa hàng vào năm 2022 thì nên xem ngày tốt trước khi tiến hành. 2. Tài chính. Dự báo về tình hình tài chính của người nữ tuổi Canh Thân trong năm 2022 rất khả quan. Nhờ có tài vận hanh thông mà tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn có thể rơi vào cảnh túng thiếu nếu như tiêu xài hoang phí để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp tiết kiệm một khoản tiền trong tình huống bất ngờ trong tương lai. Bản mệnh không nên đưa ra quyết định quan trọng khi chưa suy nghĩ thấu đáo, đầu tư tiền bạc một cách vội vàng thì khó có thể thu lại được lợi nhuận như ý. Khi thực hiện các giao dịch lớn, nhất thiết phải có giấy tờ rõ ràng để tránh bị hao hụt tiền của. 3. Tình duyên, gia đạo. Phụ nữ tuổi Canh Thân không chỉ nhanh nhẹn trong công việc mà còn đảm đang, khéo thu xếp việc nhà. Vậy nên cuộc sống hôn nhân luôn đầm ấm, hạnh phúc, vợ chồng thấu hiểu, đùm bọc lẫn nhau. Bước sang năm 2022, bản mệnh vẫn tận hưởng những phút giây êm đềm bên những người thân trong gia đình.
chủ động tâm sự với chồng sẽ giúp bạn mệnh tránh được những hiểu lầm không đáng có. Không nên tranh cãi gay gắt khi xảy ra mâu thuẫn. Giữ tâm lý tỉnh táo, bình tĩnh mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. 4. Sức khỏe. Sang năm mới, sức khỏe của phụ nữ tuổi Canh Thân vẫn ổn định, không có nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tuy vậy, bạn mệnh không nên lơ là trong việc giữ gìn cơ thể luôn khỏe mạnh. Chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, quý bạn nên giữ cho tinh thần thoải mái, vui vẻ, không nên lo lắng quá nhiều. Giữ cho suy nghĩ luôn hướng tới những điều tích cực, giúp tâm hồn luôn an nhiên, tự tại. Xem sao hạn của tuổi Canh Thân nữ mạng trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Trong năm 2022, nữ mạng tuổi Canh Thân may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là phúc tinh chủ về may mắn dồi dào, sự nghiệp công thành danh toại, sức khỏe dẻo dai. Người làm công ăn lương gặp được sao Thái Dương sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Còn đối với những người buôn bán làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Bạn mệnh trong năm nay nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người thân trong gia đình cũng là hậu phương vững chắc giúp bạn mệnh an tâm hoàn thành tốt công việc. 2. Hạn tuổi. Nếu tính thêm cả tuổi mụ, người nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm nay 43 tuổi, tức là chịu sự ảnh hưởng của hạt địa võng. Theo quan niệm của người xưa, khi rơi vào hạt địa võng, người ta nên cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là tiền bạc, công việc và gia đình. Để tránh làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với chồng con, phụ nữ Canh Thân nên thể hiện thái độ mềm mỏng, nhu mì, không nên vì quá bận rộn với công việc mà bỏ bê chuyện gia đình. Bên cạnh đó, bạn mệnh nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hợp tác với người khác. Để đảm bảo quyền lợi cá nhân, mọi giao dịch phải có hợp đồng rõ ràng đi kèm. Trong cách đối nhân xử thế, nên dĩ hòa vi quý để tránh bị vướng phải những tranh chấp không đáng có. 3. Tứ trụ. Thiên sinh, địa tam thai. Dự báo về những thử thách trong công việc và tài chính, tâm lý vững vàng và ý chí sắt đá sẽ giúp bạn mệnh dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. 4. Vận niên. Dương thảo ngạn, dê về suối. Điềm báo tốt lành về cuộc sống an khang thịnh vượng trong năm mới, bạn mệnh nhận được niềm vui về sự nghiệp, gia đình và tiền bạc. 5. Màu hợp tuổi. Màu sắc là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng giúp cải thiện vận số của con người. Để thu hút thêm nhiều màu sắc may mắn trong năm nay, phụ nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nên dùng các đồ vật có màu sắc như xanh lá cây, đen hay xanh nước biển. 6. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thuộc cung Tốn, Đông tướng mệnh. Khi xuất hành nên chọn các hướng sau: Bắc sinh khí, Đông diên niên, Nam thiên y, Đông Nam phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Sao Thái Dương đại diện cho sự quang minh chính đại, phó chính trừ tà. Vậy nên, người được sao này chiếu mệnh sẽ phải giữ cốt cách ngay thẳng, không lừa dối, hãm hại người khác thì mới được hưởng phúc khí của sao này. Trong năm 2022, người nữ tuổi Canh Thân phải làm giàu một cách chân chính, chăm chỉ làm việc thiện sẽ được hưởng phúc lộc bền lâu. Vào những năm được phúc tinh chiếu mệnh, người ta thường thực hiện lễ nghênh sao để cuộc sống càng thêm thành công, thuận lợi. Bạn mệnh không nhất thiết là phải làm lễ một cách xa hoa, lãng phí mà chỉ cần thành tâm, kính cẩn là đủ. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2022 này, để ngăn chặn những vận xui rủi quấn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo vật bản mệnh. Những vật phẩm này sẽ có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được Phật Như Lai đại nhật hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 mệnh Mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh thuộc hành Mộc là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá núi lửa đen thuộc hành Thủy bởi vì Thủy sinh Mộc cũng rất tốt cho bạn mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!